tiếng nhỉ. Chào các bạn, nay bọn tớ yếu đẹp trai và hiệp xinh gái sẽ tiếp tục chương trình guitar đệm hát mỗi tối. Tối nay thì chủ đề sẽ là những ca khúc nhạc nước ngoài kinh điển. Ca khúc nhạc nước ngoài là những ca khúc mà hồi xưa, những ca khúc tiếng Anh này, những ca khúc tiếng Pháp, tiếng Ý, và cái thời mà bọn tôi hay dùng là thời thời 8x và 9x và những cái thời 6x, 7x, 9x thì ít lắm. Danh sách thì các bạn thích comment các bài gì thì các bạn comment ở dưới nha. Anh Chí Trung comment nhanh thế. Đầu tiên hôm nay chúc mừng anh Chí Trung, hôm nay chúng tôi được biết là anh Chí Trung đã sẽ có thời gian để tham gia vào gặp nhau cuối năm rồi à, Táo Quân. Chúc mừng anh Chí Trung, và tôi rất thích anh Chí Trung đóng Táo Quân. Trong lúc chờ anh Hiệp quay trở lại, anh Hiệp đang đi vệ sinh thì tôi sẽ chơi các bạn một số bài. Xưa của bản nhạc rock cũng hay mà tôi muốn chơi các bạn xem. Rồi, ok, các bạn ấn like để chào mừng anh Hiệp đã đi vệ sinh quay trở lại. Hôm nay chúng tôi sẽ chơi chơi về gì trước anh? Hôm nay mặc dù là cái chương trình
nhạc nước ngoài, nhưng mà có một bạn bạn đã yêu cầu rất nhiều bài Như Đã Dấu Yêu, và tôi sẽ gửi cho các bạn trước bài Như Đã Dấu Yêu. Bài có lời trong đôi mắt em anh là tất cả. Buồn nha. Bài này như là nói về một một đứa con gái thích một thằng con trai có vợ rồi, nên là bảo là ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Cuộc đời nó luôn luôn có những cái. Hôm nay tôi gửi cho các bạn một series các bài bài nhạc nước ngoài nhá. Ok. Bạn nào biết bài này thì comment nhé.
Ok, các bạn dừng khoảng 3 phút, các bạn ra ngoài bạn share cái video này đi. Tôi thấy ít bạn share quá, chia sẻ quá nhá. Lúc đấy bọn tôi sẽ chờ các bạn, tôi xem bài mới các bạn sẽ chơi bài gì, còn chia sẻ giúp tôi nhé. Casa Balanca, Bạn gì nhỉ, chính thức bạn gì, trang trang phạm, tám gì kia. trang phạm rồi. Chúng tôi sẽ chơi bài đây, Casablanca. Xe rồi, cảm ơn thằng Nga xe nha. Chăn mà nghe nhạc không? Đây, các bạn cắm tai nghe vào thì nó nghe tiếng nó sẽ hay hơn nhiều nhá. Ok, các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi toàn những bài nhạc xưa thôi. Ôi, mãi chưa được một nghìn. Ôi, một người vừa nói xong được một nghìn đấy. Richard Clayman một bài đi bạn. Uyển Mi à? Richard Clayman. Uyển Mi. Richard Clayman là bài gì à? Uyển Mi nhỉ? À đúng rồi. Thank you.
Ok, bài gì nữa nhỉ? Bài gì hồi xưa nhỉ? Những bài thời xưa là bài Đồng Xanh nhỉ? Tuấn Voi, Đạt, Đồng Xanh nhỉ? Besame Mucho này. Ok, bài Đồng Xanh cũng là bài thời xưa nhạc gì bây giờ nhỉ? Là nhạc xưa nhỉ? Nhạc tiếng Anh. Đà nếp xanh thằng hay quá anh ơi, dinh dương tuyệt luôn. Yeah. Bài em hay vãi. Besame Mucho kìa. Ok. Dạ lớp story anh ơi, lớp story vừa chơi rồi bạn. Rồi. Đoạn cuối buổi tôi sẽ chơi lại một đoạn về. Sao lắc thế anh ơi? Đâu mạng tốt mà không lag gì đâu. Quá Uyển My. Ok. Nguyễn Tuấn Phong. À. Ừ. 750. Chất màu đẹp thế. Rồi ok. Em chả nhìn đi. Giống như sao không phải. Ok. Canon nhỉ anh nhỉ? Canon là nhà xưa đó. Hoài nhạc nhỉ. Ba. Ok, à, nhạc xưa nhá. Bài Besame Mucho. Mọi chuyện.
các bạn, nhiều bạn đã chui trong chăn rồi thì cắm tai nghe và nghe thôi. Xong rồi chúng tôi vẫn phải mặc cái quần bò còn nước này cả một ngày rời, quần xịp chưa kịp thay, vẫn phải chơi đàn cho các bạn. Nên là các bạn cố gắng đừng tiếc cái like cả cái xe nhá. Đừng quên con tim hai lão ơi, hứa nhiều quá. Bố Lê Vác nhé, hai chàng trai Vân Hà, Bố Lê Vác nhạc xưa. Ưu tiên nhạc tiếng Anh nữa nhá. Bố Lê Vác là như thế nào nhỉ? Cuối giờ em sẽ tặng bạn bản đấy bài đấy. Bố Lê Vác, Bố Lê Vác là đại lộ. Là thứ à? Chóng mặt tết nhỉ? Chóng mặt. Ok, bài gì nữa? Hiệp.
Papa. Casablanca vừa chơi lúc đầu rồi. Miến Ngô đánh bài Triệu Bông Hồng đi anh Đặng Diễm Quỳnh ngỡ tim tim Vương Phương lớp story à đánh rồi. Lớp story bọn tôi vừa chơi rồi, giờ cuối buổi sẽ chơi lại mà lớp story vẫn đưa hai quả cảm ơn like đây, like đây. Ok bài gì em nhỉ, bài gì tiếp nhỉ, bài vừa nói nhỉ, Triệu Bông Hồng nhỉ? Triệu Bông Hồng các bạn gì à? Ủa, bài Sao Học Sai Lần bạn Phạm Thùy Linh cũng hay bạn vừa sao. Một bài này cũng là một bài rất nổi tiếng ở các bài kinh điển nhạc thời xưa. Thank you.
nhạc Nga hay nhỉ. Bài này hát về một anh nghệ họa sĩ yêu một cô ca sĩ. Besame vừa chơi rồi. Hồi xưa tôi cũng là anh họa sĩ đấy. Vợ tôi là cô ca sĩ, vợ tôi hiện tại là ca sĩ. Một hát không lên mồm. Bài gì nhỉ? Bài này với cả các bài gì thời xưa nhỉ? Bài Tình Ca Du Mục, những bài Nga đúng không? Hai bài này nó giống hết nhau. Có một cùng thời nhân tiện chơi luôn Tình Ca Du Mục nhỉ? Besame Mucho vừa chơi Hoàng Đỗ ạ. Tình Ca Du Mục. Mấy bài nữa, còn mấy phút nào? Bạn thích bài gì nữa nhỉ? Bài cuối nào? Bài cuối nhỉ? Mây lang thang. Rồi. Mây lang thang này. Lâu rồi không nghe bài này, có nhiều bài này. Đây là chơi lại Love Story nhiều bạn yêu cầu vậy ạ. Ok. Bolivar, Magic Bolivar. Vừa chơi rồi. Bolivar vừa chơi rồi, bạn là Đặng Nguyễn Hải, Du Hải Dương ạ. Love Option. Là bài Love Story. Bài gì khó em quy ra bài viết nào. Chơi lại bài Love Story bạn nào. Ok nhá. Chúng tôi vừa chơi cho các bạn nào vừa yêu cầu Love Story. Chơi nhạc Trần Tiến hai đại ca có chơi Khỉ Con ạ, nhưng mà buổi khác nhá. Hôm nay chúng tôi chơi những bài nhạc nước ngoài. Đã gửi cho các bạn một bài rất hay. Có phải Love Story này. Hotel Korea.
buồn ngủ á. Mày đang nào? Thank you.
Ok, hôm nay lại hết giờ rồi. Chúc các bạn chung ngon luôn nhỉ. Các bạn trước khi ấy bấm like thôi mấy cái này tôi thấy xong là đã ăn đủ cái nha. Cảm ơn các bạn đã thức cùng chúng tôi. Chào các bạn. Chúc các bạn hẹn các bạn vào 20 giờ ngày mai. 22 giờ nhỉ? 22 giờ. Bạn thấy đàn đẹp không? Thực ra vừa nãy em đàn rất đẹp nha. Nào mà bạn nào mà thích nên các bạn hôm nào tôi sẽ đấu giá tặng các bạn cái đàn, và khoảng cuối năm này thì tôi với cả Hiệp Đặng sẽ ra album. Bạn nào ủng hộ thì qua ủng hộ nhá. Chào các bạn. Lịch ngày mai.